Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu hay Kỳ Hậu Ngô Lan Hương Việt Nam gặp mấy nữ Thời Phong Lan của Trung Quốc. Trận này thì Ngô Lan Hương cầm đỏ đi tiên, Thời Phong Lan cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thích.
将军。
Chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Pháo 6 bình chính chém mất pháo trên đây thì thời phong lan nó buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông, mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.